Sacombank quận 9, bản sắc của đội bóng phong trào hàng đầu ngành ngân hàng. Liên tiếp giành được những thành công ấn tượng trong thời gian gần đây, đội bóng phong trào Sacombank quận 9 không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu ở ngành ngân hàng mà còn là một tên tuổi trong làng phủi Sài Thành. Tinh thần đoàn kết là sức mạnh lớn nhất. Sacombank quận 9 có thể là một ẩn số thú vị tại giải Sài Gòn Serie A năm nay, bởi lẽ trong đội hình họ không có một ngôi sao tên tuổi của làng phủi. Tuy nhiên, thành công gần đây của đội bóng bầu sáng khiến các đội bóng khác phải dè chừng. Đặc biệt, ở giải bóng đá doanh trẻ toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk năm ngoái, Sacombank quận 9 đánh bại Đồng Nai có siêu phủi Long Cùi, Hoàng Cao trong đội hình, rồi lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Nói các cầu thủ Sacombank quận 9 không phải tên tuổi thì không chính xác lắm. Họ là một tập thể các cầu chuyên đã có thời gian ăn tập cùng nhau, thi đấu gắn kết được bầu sáng chọn lọc rất kỹ với hai tiêu chí quan trọng. Thứ nhất, phải có năng lực chuyên môn để làm việc tại ngân hàng, và thứ hai là đá bóng giỏi. Dù anh có là một ngôi sao cỡ nào đi nữa, nếu không phù hợp với tập thể đội bóng, bầu sáng sẽ say nâu. Chào anh, thì em hiện tại đang là chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Sacombank chi nhánh quận 9. Thì lịch tập luyện của đội bóng thì một tuần, thì trước giải chừng khoảng 2-3 tháng thì sẽ tập trung anh em lại, và một tuần sẽ cho hai buổi, một buổi thi đấu và một buổi tập riêng của anh em tập thể lực. Chính triết lý sử dụng con người cây nhà lá vườn đó tạo nên bản sắc riêng của Sacombank quận 9, một đội bóng đồng đều, thi đấu khó chịu, rất khó đánh bại. Ông bầu Nguyễn Quang Sáng, nhà hiền triết tài ba, có thể cảm nhận rất rõ ngọn lửa đam mê bóng đá trong con người của chủ tịch kiêm huấn luyện viên Sacombank quận 9, ông Nguyễn Quang Sáng, qua những mẩu chuyện mà ông chia sẻ. Từ bí quyết tuyển dụng người tài cho đến định hướng lâu dài của đội bóng. Thì theo anh nghĩ thì đội bóng của quận 9 là dựa trên, với cái sức mạnh như vậy là dựa trên cái tinh thần đoàn kết, với là cái lửa của người đứng đầu. Đặc biệt là tôi cũng là tham gia vào đội bóng của đội bóng. Với cái tham gia cái giải Serie A lần này thì phủ Sài Gòn thì đội bóng của chi nhánh quận 9 là vẫn giữ nguyên đội hình mà vừa rồi vô địch giải doanh nhân trẻ toàn quốc tại Đắk Lắk, mà không bổ sung bất cứ cầu nào nữa. Anh sẽ chơi xuyên suốt và không có nghĩ là một hai giải để nghỉ. Chơi xuyên suốt và hàng năm như vậy là anh luôn cũng cập nhật những cầu mới, thay đổi có thể là từ 5-30% những cầu thủ mới để bổ sung cho đội bóng, và sẽ duy trì chừng nào mà đá tới khi mà ông bầu không còn sức nữa thì thôi. Đam mê, tiền bạc thôi là chưa đủ. Để xây dựng nên một đội bóng phong trào từ chỗ vô danh thành một tên tuổi lớn thì cần một chiến lược, tầm nhìn của người lãnh đạo. Bầu Sáng đã đặt những viên gạch đầu tiên, và cho đến hôm nay, ông đã nhìn thấy bức tranh của tương lai xa hơn. Trong câu chuyện ông bầu Nguyễn Quang Sáng chia sẻ, ông cũng có những góp ý chân tình cho nhà tổ chức về cách xây dựng một đội bóng hay giải đấu có bản sắc. Với cái bóng đá hiện đại như bây giờ, theo chuyên nghiệp hóa, theo anh nghĩ cũng tốt. Tuy nhiên, theo anh nghĩ để bản sắc được một đội bóng, mang được cái thương hiệu của một cái doanh nghiệp, của một đội bóng của mình, thì mình chỉ cần là phải có một cái quy định nào đó về giải. Chẳng hạn như là cầu thủ mình chuyển nhượng thì tối đa khoảng 30% thôi, để lại hình ảnh là doanh nghiệp của mình thì nó sẽ hay hơn. Chứ không phải là mình lúc nào cũng mình chuyển nhượng hết 100% đội bóng. Thì về cái bản sắc, về cái con người cũng như cái tinh thần, nó làm mất hay đi cho cái sự chuyên nghiệp hóa về lâu dài sau này. Thành công có thể mua được bằng tiền, điều này đã được Man City hay PSG chứng minh. Nhưng để xây dựng được một đội bóng có bản sắc, thi đấu lâu dài, được nhiều cổ động viên yêu mến, các cầu thủ chiến đấu vì logo trên ngực áo như Liverpool hay Arsenal, thì đấy là câu chuyện của rất nhiều năm. Trong câu chuyện đó, bắt buộc không thể thiếu một nhà hiền triết, một đầu tàu tài ba.